Phát biểu trên truyền hình trước Hội đồng An ninh Nga, Chính phủ và những người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật của Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đổ lỗi cho phương Tây về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, nơi Israel đang ném bom giải Gaza để cố gắng tiêu diệt Hamas. Nga ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza và giải pháp hai nhà nước. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh Nga không chỉ dẫn đầu nỗ lực tạo ra một thế giới đa cực thực sự, gồm các quốc gia có chủ quyền mà còn chiến đấu vì điều đó trên chiến trường Ukraine. Tổng thống Nga còn cho rằng vụ bạo loạn tại sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga là do tình báo phương Tây xúi dục từ lãnh thổ Ukraine. Vụ hỗn loạn khiến hơn 20 người bị thương, 60 người bị bắt giữ. Sân bay Makhachkala buộc phải tạm ngừng hoạt động. Chính quyền Dagestan sau đó cho biết tình hình đã được kiểm soát. Toàn bộ hành khách đều an toàn và sân bay dự kiến khôi phục hoạt động vào hôm nay.